Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay là một ngày mà tin tức cập nhật liên tục. Một ngày mà quý vị biết rằng là chỉ cần quý vị quay mặt đi, quay mặt trở lại sau một vài phút, tin tức đã thay đổi nhanh chóng. Và trong khả năng hạn hẹp của Thanh Tùng, chúng tôi cố gắng để mang đến quý vị những thông tin được xem là quan trọng nhất, những thông tin cần thiết nhất để quý vị theo dõi trong ngày hôm nay. Một ngày được xem là Big Day, một ngày cực kỳ quan trọng đối với nước Mỹ, khi cùng một lúc chúng ta đón nhận kết quả của cuộc bầu cử hai chiếc ghế nghị sĩ liên bang ngay tại tiểu bang Georgia. Cho đến giờ phút này, đảng Dân Chủ đã thắng được ít nhất là một ghế. Còn lại thì phần thắng cũng đang nghiêng về phía của ứng cử viên đảng Dân Chủ, và kết quả sẽ phải chờ có thể thêm một hoặc là vài ngày nữa, bởi vì cái con số phiếu bầu của các ứng cử viên nó gần như là ngang ngửa nhau, hoặc nếu có cách biệt thì cách biệt không nhiều. Chúng tôi sẽ mang đến có những thông tin mới. Ngoài ra, tin quan trọng nhất trong ngày hôm nay, ngày thứ tư 6 tháng Giêng, cả nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung, họ đang đổ dồn tất cả các con mắt hướng về phía của tòa nhà Quốc hội, mà đặc biệt là ngay tại cuộc họp diễn ra ở hội trường của Hạ viện. Phải mượn hội trường của Hạ viện để Quốc hội bao gồm Thượng viện và Hạ viện họ họp với nhau với sự chủ tọa của Phó Tổng thống Mike Pence, trong một tiến trình được xem là kiểm đếm phiếu đại cử tri nhằm chính thức xác nhận vị Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ là ai. Và những diễn biến đã xảy ra từ sáng của ngày hôm nay theo giờ của Cali là tính theo lúc 1 giờ trưa theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, khi mà phiên họp đã diễn ra. Và ở ngay đầu phiên họp, thủ lĩnh khối đa số Cộng hòa tại Thượng viện là nghị sĩ Mitch McConnell đã lên tiếng, và ông đã nói ra sao với các đồng viện Dân Chủ, với các đồng viện Cộng hòa. Và sau đó tới phiên Phó Tổng thống Mike Pence, người được xem là chủ tọa của phiên họp vào ngày hôm nay, ông cũng đã đưa ra một bản tuyên bố được viết sẵn. Trong bản tuyên bố đó, ông đã khẳng định mình không có đủ thẩm quyền để có thể lật ngược hay thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và rõ ràng đây là điều nó đi ngược lại với ý muốn của Tổng thống Trump, người liên tục áp lực lên Phó Tổng thống phải hành xử đảo ngược kết quả bầu cử giùm cho ông. Lúc đó, khi mà cuộc họp đang diễn ra ở bên trong của tòa nhà Quốc hội, thì ở bên ngoài, khi Tổng thống Trump lên tiếng nói chuyện với các ủng hộ viên, một lần nữa Tổng thống cho biết rằng tôi không đầu hàng, không bao giờ tôi đầu hàng, không bao giờ tôi chấp nhận thua cuộc. Và một lần nữa áp lực lên Phó Tổng thống Mike Pence, hãy làm điều phải, bởi vì nếu ông làm điều phải, chúng ta sẽ thắng. Giữa một tình thế nó hết sức là gay cấn, nó kịch tính cho đến giờ phút chót như thế này, Thanh Tùng sẽ lần lượt kể cho quý vị nghe những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay tại nước Mỹ. Tuy nhiên trước hết thì cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Đó chính là Angel Beauty, tòa lạc bên trong của thương xá Grand Century Mall San Jose. Đi đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638, văn phòng thuế vụ Hằng Lê, chuyên khai thuế cá nhân Hùng Hạp, thuế công ty, thuế thương mại và thuế nhân viên. Hiện văn phòng thuế vụ Hằng Lê đang giúp cho quý đồng hương tiểu thương của mình, quý đồng hương là những người làm nghề tự do, ghi danh để được hưởng số tiền grant, tức là tiền trợ cấp từ tiểu bang Cali 5.000, 15.000 hoặc là 25.000 Mỹ Kim. Quý vị cần sự giúp đỡ liên lạc với văn phòng thuế vụ Hằng Lê, 621 Tolley Road, San Jose, phòng A125 408 27279-5843, 279-5843. Kế bên cạnh Hồng Minh Travel, nhà hàng phở 90 độ, nhà hàng phở 90 độ ở mặt tiền khu thương xá Việt Nam Town San Jose và ở ngay khu shopping Craig Mall, vẫn tiếp tục phục vụ những món ăn mà quý vị ưa thích qua dạng to go. Phở 90 độ ở Việt Nam Town San Jose 408-993-9090, phở 90 độ trong khu shopping Craig Mall Milpitas ngay lối vào kế bên Moaso 408-945-6693. Thưa quý vị, cho Thanh Tùng được cập nhật những gì diễn tiến bắt đầu từ cuộc họp của Quốc hội vào ngày hôm nay với sự chủ tọa của Phó Tổng thống Mike Pence. Cuộc họp được mô tả là
cực kỳ quan trọng, nhất là trong bối cảnh của cuộc bầu cử tổng thống vào năm nay, khi Tổng thống Trump vẫn từ chối nhìn nhận mình là người thua cuộc và vẫn đang áp lực lên Phó Tổng thống Mike Pence phải thay thế ông để đảo ngược kết quả bầu cử. Thì khi mở ra cuộc họp vào ngày hôm nay đó, những gì diễn ra đầu tiên? Điều mà diễn ra đầu tiên, thưa quý vị, đó là Phó Tổng thống Mike Pence, ông đưa ra một bản tuyên bố được viết tay khá là dài. Nội dung của bản tuyên bố đó là gì? Nội dung của tuyên bố đó là ông có, thứ nhất là ông nói là ông có sẻ chia những mối quan tâm với nhiều người dân Mỹ về rất có thể đã có những chuyện bất thường xảy ra, hay rất có thể có những bằng chứng liên quan tới gian lận bầu cử. Ông hoàn toàn chia sẻ nỗi quan tâm đó cho các cử tri Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó Phó Tổng thống Mike Pence mới vận dụng những điều luật hay là các tu chính án đã có ở trong Hiến pháp Hoa Kỳ từ những năm 1784-1787, vận dụng từ những điều khoản trong Hiến pháp đó để chỉ rõ ra rằng vai trò của một vị Phó Tổng thống khi chủ tọa một phiên họp hỗn hợp giữa lưỡng viện, thượng viện và hạ viện trong việc kiểm đếm phiếu đại cử tri như thế này, không có quyền để thay đổi kết quả bầu cử, không có quyền để chặn kết quả bầu cử, không có quyền để từ chối kết quả bầu cử. Đó là phần thứ nhì. Phần thứ ba trong cái bản tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence, ông đưa ra trong ngày hôm nay, đó là những ai tin rằng một vị Phó Tổng thống chủ tọa một phiên họp đặc biệt, trong trường hợp này là tôi, có quyền để thay đổi kết quả bầu cử, hoặc những ai tin rằng là sẽ không được quyền thử thách kết quả bầu cử ngay tại một phiên họp như thế này, đều sai. Ý ông nói rằng là, thứ nhất, ai nói rằng là Phó Tổng thống có quyền để thay đổi kết quả bầu cử trong cuộc họp như thế này là sai. Ai nói rằng kết quả bầu cử không thể bị thử thách trong những cuộc họp như thế này cũng sai luôn. Vậy thì theo lời của Phó Tổng thống Mike Pence, ông nói thế nào mới là đúng? Theo lời Phó Tổng thống Mike Pence trong bản tuyên bố được viết sẵn mà quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình á, ở cái đoạn cuối đó, ông có ghi rất là rõ, cái thử thách về kết quả bầu cử đó sẽ được giao quyền quyết định cho những người đại diện cho dân. Đó, ông dùng chữ là representatives, peoples. Representatives tức là những người đại diện cho dân. Tức là bây giờ ông Phó Tổng thống, ông muốn đá cái trái banh trách nhiệm đó cho ai? Cho các nhà lập pháp. Ông nói là các nhà lập pháp đó, họ sẽ có quyền quyết định là kết quả bầu cử có nên bị thử thách hay không, kết quả bầu cử có nên bị bỏ đi hay không, kết quả bầu cử có nên làm lại hay không. Chỉ có các nhà lập pháp mới có quyền đó, chứ còn cá nhân của một vị Phó Tổng thống như ông thì không có đủ thẩm quyền để làm chuyện đó. Thì đó là phần mà lên tiếng đầu tiên của Phó Tổng thống Mike Pence. Như vậy có nghĩa là Phó Tổng thống đã thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump ở bên ngoài. Quý vị biết là trong lúc mà cuộc họp diễn ra bên trong, bắt đầu đúng 1 giờ trưa của ngày hôm nay thứ Tư 6 tây tháng Giêng, 1 giờ trưa giờ miền Đông, quý vị là ở Cali là khoảng 10 giờ sáng. Trong lúc cuộc họp diễn ra ở bên trong, ở bên ngoài trước đó một khoảng thời gian, Tổng thống Trump xuất hiện trước một cuộc dẫn động, một cuộc tuần hành, một cuộc rally với đông đảo các ủng hộ viên của Tổng thống Trump đến từ khắp mọi nơi trên cả nước Mỹ. Thứ nhất, để ủng hộ tinh thần cho Tổng thống, cho Tổng thống. Và thứ nhì là họ cũng đồng lòng với Tổng thống kêu gọi cuộc họp vào ngày hôm nay của Quốc hội là hãy ngừng việc chấp nhận kết quả bỏ phiếu 3 tháng 11, giao lại hoặc là giao cho Hạ viện họ giải quyết, hoặc là giao kết quả về cho các tiểu bang để họ giải quyết. Thì Tổng thống Trump trong cuộc họp vào ngày hôm nay, trong cuộc họp ngày hôm nay ở bên ngoài đó, ở bên ngoài của Tòa Bạch Ốc, ông tuyên bố thứ nhất, không chấp nhận đầu hàng, không bao giờ, never, không bao giờ đầu hàng. Ông dùng cho là never give up, không bao giờ đầu hàng. Câu thứ nhì là never concede, không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Và điều thứ ba mà Tổng thống đưa ra quan trọng hơn, lại một lần nữa Tổng thống áp lực lên Phó Tổng thống Mike Pence. Phó Tổng thống Mike Pence, hãy hành động ngay hôm nay, hành động ngay trong ngày hôm nay. Bởi vì nếu ông hành động trong ngày hôm nay, ông hành động theo lẽ phải, chúng ta sẽ chiến thắng. Tổng thống Trump cho biết rằng là
Phó Tổng thống Mike Pence có quyền hành động và hành động ra sao, những lựa chọn ra sao theo lời của Tổng thống Trump. Thanh Tùng sẽ tiếp tục kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay hot thiệt quý vị ơi, toàn là tin nóng, tin mới dễ dồn dập. Và Thanh Tùng kể quý vị nghe là Tổng thống Trump tổ chức một cuộc tham dự một cuộc tuần hành vĩ đại diễn ra ở thủ đô Washington vào sáng của ngày hôm nay thứ tư, ngày 6 thì tháng Giêng. Tổng thống Trump tuyên bố không bao giờ thua cuộc, không bao giờ chấp nhận đầu hàng. Và đặc biệt, Tổng thống Trump đã áp lực lên Phó Tổng thống Mike Pence ra sao? Trước đó, thì hồi trước đó có nghĩa rằng là trước giờ phát quảng cáo đó, Thanh Tùng đã có kể cho quý vị nghe phản ứng của Phó Tổng thống Mike Pence rồi. Đó là ông từ chối không làm theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Và ông đưa ra một bản tuyên bố, ông nói rằng là ông sẽ không có thẩm quyền gì trong việc làm thay đổi kết quả bầu cử cả. Ở bên ngoài, Tổng thống Trump áp lực ra sao? Và rồi, ở bên trong của cuộc họp, thì thủ lãnh khối đa số Cộng hòa tại Thượng viện là nghị sĩ Mitch McConnell cũng đã đưa ra một bản tuyên bố khiển trách các vị nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa với mình ra sao khi những vị này đứng lên và đòi phản đối kết quả bầu cử. Lời tuyên bố của nghị sĩ Mitch McConnell ra sao thưa quý vị? Cũng như diễn biến liên quan tới việc những vị dân biểu nào, những vị nghị sĩ nào là những người đầu tiên đứng lên để phản đối kết quả bầu cử. Không khí kịch tính rần rần. Khi đã có một vị nghị sĩ đứng lên đó là tôi phản đối kết quả bầu cử ở tiểu bang này, thì quý vị biết là những nghị sĩ, một số nghị sĩ còn lại ở trong hội trường, họ vỗ tay reo hò. Rồi, như vậy thì kết quả sẽ ra sao? Thanh Tùng sẽ kể chuyện quý vị nghe. Tuy nhiên, trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Thưa quý vị, chính là Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân. Tôi lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 408-528-9297. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Paloma Cafe tôi lạc ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam. Hiện tại thì Paloma Cafe vẫn đang tiếp tục mở cửa phục vụ các món ăn to go. Quý vị cần các món ăn to go chỉ cần gọi cho Paloma Cafe 408-277-0922. TN Karaoke muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới, xin gọi anh Đoan Nguyễn 408-223-2300 hay vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia tọa lạc ở bên trong khu Việt Nam Town, San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần, 408-217-9496. Thưa quý vị, Tổng thống Trump khi mà bước ra khỏi tòa Bạch Ốc vào sáng của ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay là sáng của ngày thứ tư sau thời tháng Giêng, trước sự cổ vũ, ủng hộ đông đảo và cuồng nhiệt của nhiều ủng hộ viên của Tổng thống đến từ khắp các mọi miền của đất nước, khắp các thành phố đổ về thủ đô Washington. Mà thật ra các ủng hộ viên này họ đã đến từ ngày hôm qua là ngày thứ ba năm giờ tháng Giêng rồi, chứ không phải mới ngày hôm nay. Hôm nay là họ sẵn sàng để tập hợp để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump. Thì hôm nay Tổng thống Trump tuyên bố với những người mà ủng hộ mình ngay bên ngoài tòa Bạch Ốc tại thủ đô Washington, giữa lúc mà ở bên trong tòa nhà của Quốc hội, đặc biệt là ngay tại hội trường của Hạ viện, nơi diễn ra cuộc họp tổng hợp giữa lưỡng viện, Thượng viện, Hạ viện với sự chủ tọa của Phó Tổng thống Mike Pence nhằm kiểm đếm phiếu đại cử tri và xác nhận kết quả cuộc bầu cử, xác nhận ai là vị Tổng thống kế tiếp. Thì quý vị biết giữa tình hình căng thẳng ở bên trong, thì ở bên ngoài Tổng thống đã lên tiếng. Xin nhắc lại, Tổng thống tuyên bố không bao giờ đầu hàng, không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Và điều thứ ba là nhắm mục tiêu vào Phó Tổng thống Mike Pence. Tổng thống Trump nói rằng Phó Tổng thống Mike Pence có thẩm quyền trong việc thay đổi kết quả bầu cử, có thẩm quyền trong việc ngừng xác nhận kết quả bầu cử. Theo lời của Tổng thống Trump trong cuộc vận động ngày hôm nay đó, thì Tổng thống Trump tuyên bố như vậy: theo như lời của một trong số những vị luật sư
chuyên về hiến pháp của nước Mỹ mà giỏi nhất của đất nước, cũng đã từng đưa ra nhận định rằng phó tổng thống có quyền trong việc decertify. Certify là xác nhận, decertify có nghĩa là ngưng xác nhận kết quả bầu cử. Và phó tổng thống sẽ có các lựa chọn. Nơi tổng thống Trump mới đưa ra rằng là, đây là lời của tổng thống Trump nha, phó tổng thống Mike Pence sẽ có các lựa chọn. Một trong số những lựa chọn đó là hoặc là decertify, ngừng xác nhận kết quả bầu cử, và rồi gửi trả những kết quả bầu cử đó về cho từng tiểu bang. Tiểu bang nào mà bị phản đối thì trả nó về cho tiểu bang đó để làm chi? Để các tiểu bang đó họ làm lại. Có thể là họ đếm phiếu lại, hay có thể họ giao kết quả đó cho quốc hội của tiểu bang đó quyết định, trao phiếu đại cử tri đó cho ứng cử viên nào, tổng thống Trump hay là ông Joe Biden. Đó là một lựa chọn. Lựa chọn thứ nhì, theo lời tổng thống Trump, phó tổng thống Mike Pence có thể decertify, ngừng xác nhận kết quả, và rồi chuyển tất cả các kết quả đó qua bên cho Hạ viện để Hạ viện quyết định. Và trong trường hợp này, nếu giao cho Hạ viện, thì việc mà Hạ viện có thể sẽ phải làm đó là gì? Theo lời tổng thống Trump, thì Hạ viện sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử theo từng tiểu bang, mỗi tiểu bang một phiếu. Nếu mà tổ chức bầu cử theo từng tiểu bang, mỗi tiểu bang một phiếu á, thì rõ ràng bây giờ số tiểu bang mà nghiêng về Cộng hòa nhiều hơn số tiểu bang nghiêng về Dân chủ. Và nếu mà mình làm theo cái cách đó đó, thì rõ ràng phiếu đại cử tri sẽ dành cho tổng thống Trump nhiều hơn. Và với cách này thì tổng thống Trump sẽ chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và ở lại tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Đó, đó là lời của tổng thống Trump. Ông nói rằng là phó tổng thống Mike Pence sẽ có nhiều lựa chọn để quyết định như vậy. Thành ra ông áp lực phó tổng thống Mike Pence sẽ có gì? Mike Pence, hãy hành động gì lẽ phải. Nếu ông hành động gì lẽ phải, chúng ta sẽ thắng. Rồi, đó là lời của tổng thống Trump. Nhưng tổng thống Trump nói cái câu đó xong thì một khoảng thời gian sau, khi mở đầu của phiên họp vào ngày hôm nay ở Quốc hội, với tư cách là chủ tọa của phiên họp xác nhận kết quả bầu cử, phó tổng thống Mike Pence đưa ra bản tuyên bố mà Thanh Tùng đã thưa với quý vị ở đầu chương trình ngày hôm nay. Phó tổng thống Mike Pence mục đích chính xác nhận rằng là ông không có thẩm quyền gì cả, ông hoàn toàn không có thẩm quyền gì cả trong việc đảo ngược kết quả cho ngày hôm nay. Phó tổng thống Mike Pence cũng cho biết rằng là ông đã có sự cố vấn từ các viên chức bên nhóm cố vấn về luật pháp của tòa Bạch Ốc. Ông cũng đã có sự tư vấn với các vị nghị sĩ lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng hòa tại Thượng viện. Ông đã có sự cố vấn từ các vị luật sư bên ngoài tòa Bạch Ốc. Ông cũng đã xem rất kỹ các điều lệ của Hiến pháp nước Mỹ. Và không có điều lệ nào trong số đó cho phép một vị phó tổng thống với tư cách là chủ tịch của phiên họp ngày hôm nay có quyền để ngừng xác nhận kết quả và có quyền để đảo ngược kết quả. Và phó tổng thống Mike Pence tuyên bố tôi sẽ làm theo luật và tôi sẽ làm theo hiến pháp. Cho rõ ràng với câu nói này thì phó tổng thống Mike Pence đang sao quý vị? Không tuân theo lời yêu cầu, cũng có thể xem là mệnh lệnh sếp của mình là tổng thống Trump. Thành ra đây là những diễn biến mà nhiều người đang quan tâm. Mà theo như rất nhiều các chuyên gia về pháp lý thì quả thật trong hiến pháp của nước Mỹ không có điều khoản nào cho phép một vị phó tổng thống, người chủ tọa của phiên họp, được quyền để thay đổi kết quả bầu cử. Tất cả mọi việc sẽ phải trông chờ vào việc các vị lập pháp họ sẽ bỏ phiếu hay là họ phản đối, và rồi lưỡng viện sẽ phải bỏ phiếu. Rồi, bây giờ quý vị sẽ nghe phần lên tiếng của ông Mitch McConnell, thủ lĩnh của đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Mitch McConnell trong một bài diễn văn được đưa ra ở đầu cuộc họp vào ngày hôm nay, ông lên tiếng chỉ trích những thành viên Cộng hòa nào đang có những nỗ lực nhằm phản đối kết quả bầu cử, và đặc biệt là kết quả bầu cử ở bên tiểu bang Arizona, tranh cãi rằng cho tới giờ này mà các vị Cộng hòa còn phản đối kết quả bầu cử, thí dụ như ở Arizona hay một số các tiểu bang, quý vị sẽ làm hại tới hiến pháp của nước Mỹ nếu quý vị cố gắng để đảo ngược kết quả bầu cử. Mitch McConnell nói như sau: tôi đã phục vụ 36 năm ở trong Thượng viện và đây là lá phiếu quan trọng nhất mà tôi đi bầu. Và với các cử tri, tòa án cũng như các tiểu bang họ đã lên tiếng rồi. Và tất cả đều đã lên tiếng rồi. Nếu chúng ta đảo ngược tất cả những điều đã được lên tiếng đó thì nó sẽ làm hại đến nền Cộng hòa của chúng ta mãi mãi. Chính vì vậy, ông phản đối việc một số các vị nghị sĩ cũng như là dân biểu Cộng hòa với nỗ lực phản đối kết quả bầu cử vào ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, theo như bản tin mà chúng tôi nhận được đó thì
Cho tới sáng câu ngày hôm nay thì người một trong người đầu tiên đó là dân biểu Paul Gosar, người đứng lên phản đối kết quả bầu cử ngay tại tiểu bang Arizona. Sau đó nhận được thêm sự ủng hộ từ các vị dân biểu và các vị nghị sĩ khác nữa. Khi mà dân biểu Paul Gosar đứng lên phản đối kết quả bầu cử ở Arizona thì những tiếng vỗ tay vang rền ủng hộ cho sự phản đối này. Thì bây giờ quý vị hỏi thăm là nếu mà cuộc phản đối diễn ra thì chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp? Thí dụ như ở một tiểu bang, khi mà mình đọc các cái kết quả bầu cử tiểu bang đó lên mà tiểu bang đó có một vị nghị sĩ hay một vị dân biểu cùng phản đối kết quả bầu cử của một tiểu bang, thì lưỡng diện đó, thượng diện sẽ họp riêng, hạ diện sẽ họp riêng, và cứ mỗi một tiểu bang mà tranh cãi như vậy đó thì họ sẽ phải thảo luận với nhau lên tới tối đa 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng đồng hồ đó thì họ sẽ bỏ phiếu. Và dĩ nhiên hạ diện bỏ phiếu cho hạ diện, thượng diện bỏ phiếu cho thượng diện. Và để cho sự phản đối kết quả bầu cử ở từng tiểu bang thành công thì phải có sự đồng ý của cả lưỡng diện, thượng diện và hạ diện phải đồng ý thì cái sự phản đối mới thành công. Trong khi bây giờ quý vị nhìn thấy hạ diện là đại đa số là đảng Dân Chủ, thành ra chắc chắn 100% là hạ diện sẽ bỏ phiếu no cho bất kỳ phản đối nào. Do đó, bất kỳ những phản đối nào làm thay đổi kết quả bầu cử sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ từ hạ diện. Chưa kể ở thượng diện, các vị nghị sĩ Cộng hòa cho tới bây giờ cũng không ủng hộ cái sự phản đối kết quả bầu cử. Cho nên, tất cả các chuyên gia về pháp lý họ đều thống nhất với nhau là những sự phản đối hiện nay từ đảng Cộng hòa chỉ làm chậm cái tiến trình xác nhận kết quả bầu cử mà thôi. Và kết quả cuối cùng không thể tránh khỏi, Joe Biden vẫn sẽ là người thắng cuộc trong kỳ bầu cử tổng thống năm nay. Chắc chắn sẽ có nhiều thông tin rất là hấp dẫn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến quý vị trong tiết mục Hot News với Thanh Tùng những ngày tới. Có thể xem lại tiết mục này ở trên YouTube Hot News với Thanh Tùng, xem xong nhớ bấm like, nhớ subscribe lần sau mình xem tiếp. Quý vị bảo trợ tiết mục này trên TV, gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hẹn gặp nhau Hot News với Thanh Tùng ngày mai.